Mình cũng cảm thấy là mắc kiên nhẫn rồi đó. Có cách nào mình nhắn một click là có thể mua full game pass không nhỉ? 300 gold. Oh shit, ở đây nó có một cái gói gì này các bạn ơi. Một thanh kiếm 165.000 dam. Mà còn có cả một siêu anh hùng gì nữa nè. Dâu, đây là bộ phim anime nào các bạn biết không? 2000 gold lần hả? 130 gold này mình không có ngại đâu. Miễn là các bạn giúp cho mình một like thôi là được. Miễn là các bạn thích thôi. Chào các bạn nha, Happy Gamer đây. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Anime Idol Simulator. Lại có thêm một cái thế giới anime chất tuyệt gì nữa rồi các bạn ơi. Vì đây là một tựa game đối với mình nó rất là tuyệt vời. Mình mong rằng các bạn sẽ tham gia thử trò chơi này và trải nghiệm nó nha. Mình sẽ để link game dưới bằng mô tả video cũng như phần comment nữa. Nếu bạn đã thử chơi tựa game này rồi, nhớ là comment xuống phía dưới để cho mình biết nha. Mình sẽ thả tim hết comment của các bạn. Thôi được rồi, thế thì cái tựa game này có cái gì hay ho nhỉ? Không sao cả, mình với các bạn sẽ cùng nhau đi khám phá nó mà. Thôi thì phải giúp cho mình một like nha. Bấm lên cái kênh và bấm một cái chuông kế bên nữa. Mình đều ra video mới vào lúc 6 giờ chiều mỗi ngày nên là các bạn sẽ nhận được thông báo đầu tiên thôi. Còn bây giờ thì không, đúng rồi các bạn ơi, đây là thế giới anime đa vũ trụ. Chúng ta sẽ gặp được rất là nhiều nhân vật anime nổi tiếng, và điều đó có nghĩa là kẻ xấu cũng rất là nhiều luôn các bạn ơi. Cái gì đây? Đánh bại kẻ địch để lấy yên hả? Là tiền đúng không? Các bạn có thấy gì trên tay của mình không? Nó là một thanh kiếm đó các bạn à. Cái mũi tên chết tiệt này nó đang chỉ mình đi đâu nè. Chưa gì nữa mà mình đã gặp được một kẻ xấu rồi. Nó là ai vậy các bạn? À, thằng này trong bộ phim Naruto đúng không? Cái gì đây? 12 máu hả? Cái cây kiếm của mình nó đáng sợ như thế nào không? Let's go. Ủa, nó không gây ra cái gì chân vậy? Làm lại coi, chém nè. Trời ơi, nó chỉ gây ra một sát thương thôi các bạn à. Mình quá yếu đuối, với sức mạnh của mình thì làm sao có thể bảo vệ được cái sự... Ủa, nó lại hồi sinh nữa các bạn ơi. Có rất nhiều kẻ xấu trong thế giới này luôn. Đúng rồi, tại vì đây là thế giới anime đa vũ trụ mà. Thôi được rồi, với cái độ kiên nhẫn của mình, cho nên là đã đến lúc mình đi khám phá cửa hàng của nó thôi. Hình như nó hơi quá sớm thì phải đó các bạn ạ. Không sao cả, tại vì trong ngày hôm nay mình sẽ mua full game pass của cái thế giới chết tiệt này. VIP hả? Các bạn có thấy cái gì ở đây không? 42.000 robux. Mình quá trời robux các bạn ơi. Mình không biết tiêu cái gì để cho nó hết cả. Cái tựa game này quá tuyệt vời để làm cái điều đó. Và các bạn nào cũng muốn sở hữu cái số lượng robux khổng lồ giống như vậy á, thì đừng quên là ghé qua cái shop club.vn của mình nha. Shop mình bán robux lập đảm bảo uy tín luôn. Và đồng thời mình cũng có một cái shop mạc bán hàng Block Food nữa, thì bạn có nhu cầu thì hãy ghé qua nha. Thôi được rồi, đã đến lúc chúng ta lên đi tốt robux thôi. Cái gì đây? VIP 349 hả? Không biết được cái gì nữa. Mà thôi, hãy ghé quá cứ mua các bạn à. Let's go. Xong. Tiếp theo là thêm bạn là sao nhỉ? Trang bị được thêm hai đồng hành là sao? Cũng không hiểu nữa. 500 robux mua. Cái việc mình tiêu robux thôi là mình cũng cảm thấy là mắc kiên nhẫn rồi đó. Có cách nào mình nhắn một click là có thể mua full game pass không nhỉ? 300 robux may mắn hả? Nhắn phẩm các bạn ơi. 200 robux ít 2 yên. 300 robux mua. Auto click, đây là sức mạnh thần kỳ của mình cơ mà. 100 robux hả? Mua. Holy shit, có cả siêu may mắn ở đây nữa nè. 600 robux, mình có thiếu gì robux đâu các bạn. Mua. Ít 2 sát thương, chắc chắn là cái này phải mua rồi. 400 robux, chắc còn có cả siêu siêu may mắn nữa các bạn ạ. 1500 robux luôn hả? Các bạn nghĩ mình có sợ không? Mua. Holy shit, ở đây nó có một cái gói gì nè các bạn ơi. Một thanh kiếm 165.000 dam. Mà còn có cả một siêu anh hùng gì nữa nè. Dâu, đây là bộ phim anime nào các bạn biết không? 2000 robux lần hả? 130 robux này mình không có ngại đâu. Miễn là các bạn giúp cho mình một like thôi là được. Miễn là các bạn thích thôi. Mua. Đó, như vậy là mình đã mua tất cả mọi thứ của cái thế giới chết tiệt này rồi. Đâu rồi thanh kiếm của mình và một siêu anh hùng nữa trang bị cho mình. Mình còn có cả ít 2 đam nữa cơ mà. Còn anh hùng của mình nằm ở đâu nhỉ? Đây đúng không? Lửa địa ngục đâu rồi nhỉ? Oh shit, đây là anh bạn đồng hành của mình nè. Ông này tên gì mình quên mất tiêu rồi các bạn ơi. Theo trí nhớ của mình đây là cha của Soto trong bộ My Hero đúng không? Mình có xem phim mình biết mà. Phần thưởng như thế nè, ít 2 sát thương trong 10 phút nó sẽ cộng dồn cho mình đúng không? Vòng quay gì đây? Quay luôn các bạn ơi, mình cũng không biết nữa. Mình có 1.500.000 yên và 1.500 kim cương rồi. Dâu, mình lại được một cái bút tiền gì nữa rồi nè các bạn ạ. Với một cái khởi đầu kinh khủng như vậy thì không biết là thế giới này sẽ trông như thế nào nữa. Let's go. Thằng này nãy dám bành xác. Trời ơi, làm sao chịu nổi sức mạnh của mình. Stinger bành xác. Và mình thấy cái mũi tên này nó chỉ mình đi đâu nè. Đâu, để mình xem coi. Mua anime ở đây hả? Tức là sẽ mua những siêu anh hùng ở đây đúng không? Mua. À, dâu, chuyện gì nó xảy ra vậy các bạn? Mình hơi sợ rồi đó. Oh my god, khi mà có tiền là chúng ta sẽ làm được thứ này sao? Oh shit, đây là anh bạn Naruto của chúng ta cơ mà. Wow. À, đây rồi, mình có thể triệu hồi ra một nhân vật anime nào đó để mà có thể làm nô lệ giúp không ý mình là một bạn đồng hành của mình để mà tấn công những kẻ xấu các bạn ơi. Yo, sức mạnh của anh bạn Naruto này quá kinh khủng. Cái gì nữa đây? Chúng ta có thể nâng cấp cho anh bạn này lên nữa sao? Chỉ với 11 yên thôi, mình có thiếu gì tiền đâu. Nâng cấp cho mình lên cấp 2. Cấp tiếp. Chúng ta có thể nâng cấp lên cấp 10 đi ha. Rồi được rồi. Thôi thì bây giờ chúng ta làm gì nữa nhỉ? Đạt đến cấp độ yêu cầu. Cấp độ yêu cầu là cấp 5 hả? Mình chỉ mới cấp 2 thôi. Trời ơi, mấy kẻ xấu này không chịu nổi sức mạnh của Naruto các bạn ơi. Chỉ cần xuất hiện thôi là Naruto cho biến mất hết. Đúng vậy, đạt cấp 3 các bạn ạ. À. Được rồi, chúng ta hãy cố gắng đạt lên cấp 5 xem coi. Để mà mình còn biết rằng mình sẽ phải làm gì tiếp theo nữa. Các bạn có thấy được sức mạnh của bút vô. Quá kinh khủng trong một cái thế giới anime luôn. Let's go, cấp 4 rồi. Let's go, đã đạt cấp 5. Ông chủ nhỏ ý nó là boss đó hả? Obito đúng không? Trời ơi, chỉ cần một chém thôi là banh xác nè. Chịu sao mà nói. Oh my god, sức mạnh của mình nó quá kinh khủng mà. Phần thưởng như đây,
lắm. Rồi bây giờ mình làm cái gì vậy các bạn? Đó rồi sao? Thế giới này nó chỉ có như vậy à? Oh shit, chúng ta có thể thơi nhiều hơn một nhân vật anime nha. Đây là ai vậy nhỉ? Sasuke đúng không? Thơi các bạn ạ. Cứ mỗi lần thơi một nhân vật nào đó là sẽ có một cái gì đó rất là kinh khủng các bạn ơi. Mình đã bảo với các bạn rồi, đây là thế giới đa vũ trụ. Sasuke hãy làm việc đi. Đúng vậy, tấn công những kẻ xấu. Bệnh xác sao này yếu quá vậy? Mình phải nâng cấp cho nó thôi. Lên cấp 10 nha. Đó được rồi, tiền mình cũng chỉ có 1.500.000 thôi. Mình cần phải suy nghĩ trước khi mình làm một cái gì đó, các bạn hiểu không? Đây là ai vậy nhỉ? Mình cũng không biết nữa. Mình có xem Naruto đâu. Trời ơi, thôi cứ thôi thôi các bạn ơi. Let's go, lại thêm một nhân vật nữa rồi. Tính ra cứ mỗi lần thôi phải xem cái cảnh này nó mệt mệt cái gì vậy các bạn ạ. Ok, để mình xem coi nhân vật tiếp theo sẽ like đây. Yo, đây là Kakashi, thầy giáo của các anh em làng lá này đúng không? Thôi, 2.500.000 quá rẻ các bạn ơi. Đâu, mình đang ở đâu vậy các bạn? Ủa, tại sao mình lại qua thế giới nào luôn rồi nè? Đây là một cái nhà hàng trên biển các bạn ạ. Hình như chúng ta đã đến với thế giới One Piece rồi các bạn ơi, quá nhanh luôn. Hãy xem sức mạnh của bốn anh em làng lá nè. Mình đã qua thế giới hải tặc rồi, chúng ta cần phải thời anh bạn vua hải tặc đúng không? 6.500.000 tiền. Thời các bạn ơi, xem coi sức mạnh của anh Luffy của mình sẽ kinh khủng đến mức nào nha. Trời ơi, mấy anh bạn hải tặc. Ủa, cái này là gấu trắng đúng không? Oh my god, anh cá mập kìa, anh cầm cái cưa nước đá đó các bạn ạ. Không làm sao mà chịu nổi quân đội của mình. Thành tựu gì đây? Lại tiếp tục nhận thành tựu. Được kim cương, vẫn không biết kim cương để làm cái gì. Ủa, cái này là cái gì vậy các bạn? Cấp cuối là sao vậy? Để mình thử chạm vào đây coi. Ủa, cái gì, chuyện gì vậy, chuyện gì? Dâu dâu, mình không hiểu chuyện gì nữa. À, nó chỉ mình qua bên này nè, cấp độ tiếp theo. Ồ, cái bên kia có nghĩa là mình sẽ thụt lùi về sao các bạn ạ? À? Trời ơi, đúng là sai lầm mà. Anh gấu trắng xuất hiện, tại sao mấy anh bạn ở đây yếu quá vậy? Không được, chúng ta cần phải đăng gia tăng sức mạnh cho Luffy thôi. Hãy tiêu diệt gấu trắng nào. Hãy cho anh máy lên thiên đàng thêm một lần nữa. Đó được rồi, đây có cái dịch chuyển gì nè các bạn ạ. À, để mình bước vào đây xem coi. Nó dịch chuyển chúng ta qua một cái khu vực nào đó, mình không biết là cái gì nữa. Ở đây nó có một cái đột biến đen xì, bạn cần ít nhất một lưng hồi. Rồi luôn, chịu, không biết là cái gì nữa. Ở đây có một cái đầu thai. Đầu thai là gì, là tái sinh đó hả? Tái sinh được không ta? Nó không để điều kiện tái sinh cho nên mình không biết là mình có làm được hay không nữa. Thử coi, tái sinh. Wow, chúng ta cần đạt cấp độ 70 các bạn ạ. Kiếm địa ngục. Là cái cây mình đang cầm trên tay luôn nè. Oh my god. Ok, thế còn cái này là cái gì? Gương nhóm hả? Hình như chúng ta phải tham gia cái nhóm của nó để mà có thể nhận được cái món quà này hay sao các bạn ạ? Vodka Simulator. Và đây là cái nhóm của nó nè các bạn ơi. Các bạn nhớ join group nha. Và nếu như bạn nào không biết thì mình cũng có một cái group H3 Fan Store mình lập ra cho các bạn fan cứng tham gia. Cũng đã hơn 35.000 bạn tham gia rồi. Cái nhóm của mình nó cũng có bán quần áo nữa, cho nên nếu bạn là fan cứng của mình thì có thể ủng hộ cho mình một cái áo nha. Mình sẽ sử dụng cái số của bút đó ra để mà đầu tư cho những video của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Và cái món quà này mình cũng đã lượm rồi các bạn ạ. Ở bên này nó cũng có một cái gương nè, nhưng mà nãy mình cũng vừa lượm rồi tại vì mình mới bấm quay video ấy các bạn ạ. Và mình cũng đã tìm ra cách để mà tiêu kim cương rồi, đến là cái cửa hàng chết tiệt này nè. Và hồi nãy mình có 2.000 kim cương, mình đã mua một cái gương hoàng gia các bạn ơi. Và mình đã nhận được một thanh kiếm rất là mạnh luôn. Đó, các bạn cũng đã biết kim cương trong này để làm cái gì rồi đúng không? Nhưng mà cái kiếm này làm sao mạnh bằng cái kiếm gô búp của mình được. Và mấy cái gương này nó cũng sẽ giúp chúng ta sở hữu được một con bé nữa các bạn ạ. Giờ mình hết kim cương rồi sao giờ ta? Ok, không sao cả. 500 gô búp chúng ta sẽ được một cái gương anh hùng chết các bạn ạ. Để mình thử mua một cái gương cho các bạn xem nha. Let's go. Mình có thiếu gì cái bút đầu, các bạn thấy chưa? Nó sẽ có cơ hội gớt ra vũ khí và những anh bạn đồng hành với mình. Oh shit, mình được anh Giza nè. Trời ơi, một anh ở bên thế giới gì quỷ các bạn ạ. Đâu, để mình xem sức mạnh của anh ấy nha. Chỉ có được 55% DPS thôi là mình cũng không biết là cái gì nữa. À, tức là mấy anh thùng ở cái khu vực của mình đang đánh nhau với các bạn ạ. Chứ mình làm sao mạnh bằng cái anh lửa địa ngục gần gô bút của mình được. Với cái sự khởi đầu kinh khủng của mình thì mấy cái ở chỗ này nó hơi bị thừa thải các bạn ơi. Nhưng với các bạn thì mình nghĩ nó sẽ rất là đáng ấy. Chúng ta hãy quay về khu vực của chúng ta nào. Trời ơi, mấy anh bạn anime của mình đã tấn công được tới cấp 18 luôn rồi. Anh A Long hả? Chịu sao mà nói sức mạnh của mình. Dâu, chúng ta cần tăng tốc các bạn ạ. À, mình cần phải thơi thêm anh hùng thôi. Cái gì đây? Anh là anh Yogo đúng không? Thời, 25.000 quá rẻ các bạn ạ. À. Let's go. Anh Yogo này các bạn ơi, mình có nên nâng cấp cho mấy anh bạn này không? Chúng ta có khá nhiều anh bạn ở đây nhưng mà mình chả nâng cấp ai cả. Nói chung thì có tiền thì mình cứ thơi một anh hùng mới thôi các bạn ạ. À. Đây là anh Sanji chân lửa nè, 125.000 quá rẻ. Hãy quay về đội quân của mình nào. Let's go. Trời ơi, chúng ta đã có Sanji trong đội quân anime rồi. Holy shit, đây là anh săn tóc đỏ một tay nè. Nếu mà có anh này trong cái thế giới của mình nữa thì mấy anh bạn hải tặc chịu sao mà nói. Chúng ta sẽ trở thành một vua hải tặc các bạn ạ. À. Let's go. Đó, đâu rồi? Oh my god, chúng ta đã qua bên Dragon Ball luôn các bạn ạ. À. Tức là cái thế giới hải tặc này không thuộc về mình nữa rồi đúng không? Không được rồi, chúng ta cần phải tăng tốc các bạn ơi. Tự động ống tung blitz cho mình. Let's go, chúng ta không cần sử dụng sức mạnh thần kỳ ở đây nữa. Đâu rồi, mấy bọn này chịu sao mà nói. Chúng ta cần phải qua bên thế giới Dragon Ball các bạn ạ. Oh my god, lâu quá, chắc không được rồi. Mình cần phải thuê anh bạn Goku từ thế giới Dragon Ball qua thế giới One Piece thôi các bạn ạ. Bao nhiêu tiền? 3 triệu hả? Thuê cho mình. Thuê. Ôi trời, người Saiyan đã xuất hiện ở thế giới One Piece. Mấy anh gấu trắng này chịu sao nói. Chúng ta sẽ thuê tiếp tục thêm một anh nữa, Vegeta.
Đây rồi, Vegeta của chúng ta sẽ dẹp hết lũ người xấu của thế giới One Piece. Người tiếp theo chúng ta cần thuê là Piccolo hả? Bao nhiêu tiền? 100 triệu. Mình không còn tiền nữa rồi các bạn ạ. Đã đến lúc chúng ta đi tiêu diệt lũ này thôi. Sao thằng Naruto nó hiện dấu chấm than màu xanh lá là sao vậy nhỉ? Kỹ năng hả? Chúng ta có thể nâng cấp kỹ năng cho mấy anh em anime nữa các bạn ơi. Thử tìm hiểu xem nào. Rồi, kỹ năng đâu? Holy shit! Doflamingo bắn sát. Yo! Oh my god, chúng ta đã đi được vào cái con tàu vũ trụ của thế giới Dragon Ball rồi các bạn ạ. Rồi kỹ năng đâu bro? Tăng đòn tấn công các bạn lên 100%. Nhưng mà mình phát hiện một điều là mấy anh bạn anime này có kỹ năng nha, chỉ cần đạt cấp độ 10 thôi. Đâu để mình thử nâng cấp trên bạn này xem coi. Yogo đúng không? Rồi kỹ năng 25 triệu để tìm hiểu hả? Tìm hiểu luôn. Có thể là tăng sát thương gì đó kinh khủng lắm hay sao ấy các bạn ạ. Và chúng ta đã đạt được cấp 28 rồi. Với cái tốc độ kinh khủng này thì con số 70 để mà chúng ta tái sinh là một điều rất là đơn giản luôn các bạn ơi. Đúng vậy, tiếp tục thuê anh hùng thôi. Piccolo hả? Hãy gia nhập đội quân của em. Let's go. Holy shit, đây rồi. Mấy bạn kẻ xấu bên thế giới Dragon Ball chịu sao mà nói đội quân của mình. Xin mở hung. Oh my god, này rất là kinh khủng các bạn ơi. Có biết là Gohan đã cố gắng như thế nào để mà có thể tiêu diệt được bạn không? Trời ơi. Bệnh xác đó rồi. Đội quân của mình yếu đuối quá, mình cần phải thêm một ai đó thôi. Tức là vĩ thần mà. Trời ơi, mình mà kêu con mèo này vô đội hình của mình thì mấy anh bạn Dragon Ball chịu sao nói. Thôi 800 triệu. Yo, người mà chúng ta cần phải thôi tiếp theo là một anh bạn ở bên thế giới Kimetsu. Ý mình là thanh gươm diệt quỷ các bạn ạ. Tanjiro. Chúng ta cần phải kết thúc cái thế giới Dragon Ball này cái đã. Thật ra thì mấy anh bạn của mình nó không yếu đuối đến như vậy đâu. Tại do mình không chịu nâng cấp mấy các bạn ạ. Có thể mình sẽ nâng cấp cho con mèo của mình lên. Đúng vậy, phải tấn công đó. Ủa sao cấp 10 luôn rồi? Cấp 1 chứ. Đúng vậy, nâng cấp. Trời ơi, mắc quá vậy. Oh my god. Một lần nâng cấp mắc cả tỷ các bạn ạ. Mình sẽ nâng cấp cho bạn này lên cấp 10 hết nha. Rồi, chúng ta có thể ít lên cấp độ nè, không cần phải nâng cấp từng cái các bạn ạ. Ít 25 hả? Nâng cấp. Trời ơi, mình nâng cấp anh bạn này lên cấp 180 mấy luôn rồi các bạn ơi. Oh my god, đây không biết là có phải là một sự nâng cấp đáng hay không nữa. Oh my god, chúng ta chỉ cần nâng cấp một anh bạn lên cấp 100 thôi là được rồi các bạn ạ. Không cần phải nâng cấp map làm gì đâu. Yogo đúng không? Mình sẽ nâng cấp cho anh Yogo lên cấp 100 nha. 13 tỷ, holy shit. Anh bạn ở đây quá mạnh các bạn ơi. Chúng ta cần phải thuê anh bạn Tanjiro vào thế giới của mình thôi. 5 tỷ hả anh? Em có đủ tiền rồi nha. Anh Tanjiro này sẽ diệt được hết. Gì vậy? Trời ơi, chúng ta đã qua luôn thế giới quỷ rồi các bạn ạ. Và không biết là chúng ta sẽ thuê ai đây. Nè Yogo, 45 tỷ, oh my god. Và chúng ta có rất nhiều thành tựu ở đây nè. Yêu cầu. Oh shit. Go, mình đã kiếm được con số 45 tỷ rồi các bạn ơi. Tại vì lúc nên dừng lại. Và chúng ta sẽ đi thuê em gái Nezuko nha. Em ấy sẽ rất là mạnh mẽ để có thể khiến cho bọn quỷ này biến mất hết. Ôi, hàng Zenitsu tặng 145 tỷ các bạn ạ. Tại sao mắc quá vậy? Thôi được rồi, vì mình đã có quá nhiều tiền. Hãy nâng cấp cho anh bạn Yogo này lên nào. Và chúng ta đã đạt được cấp 46 rồi. Hãy tiếp tục nào. Trời ơi, các bạn hãy xem tốc độ số tiền của mình đang tăng lên kìa. 90 tỷ rồi, gần 100 tỷ rồi các bạn ơi. Và tiếp tục, đi thuê thêm một anh bạn diệt quỷ nữa, đó chính là Zenitsu các bạn ạ. Thôi, anh bạn Gengoku 4.500 tỷ các bạn ạ. Oh my god, đây là anh boss Mujan hả? Ủa phải là Mujan chứ. Mujan với chúng tôi bao nhiêu máu vậy? 224 tỷ máu hả các bạn. Đội quân anime của mình nó quá kinh khủng mà. Đúng vậy, thì cho anh ấy biến mất nào. Let's go. Oh, chúng ta đã qua một thế giới mới rồi. Đây là đâu vậy các bạn? Hãy tiêu diệt những kẻ xấu này nào. Chúng ta đã tới được học viện siêu anh hùng rồi, My Hero Academy các bạn ơi. Hãy cố gắng kiếm 4.500 tỷ để mà thơ anh bạn Gengoku nha. Chúng ta đã sắp đạt được con số 4.500 tỷ rồi. Dobby với chúng tôi, bánh xác. Đạt được chưa? Đủ rồi các bạn ơi. Hãy thơ anh bạn Gengoku về đội quân của chúng ta nào. Thôi, anh bạn này sẽ thiêu rụi hết những kẻ xấu trong thế giới siêu anh hùng. Teku đã xuất hiện rồi các bạn ạ. Anh bạn này sẽ cầm bao nhiêu tiền đây? 45.000 tỷ hả? Đây là ai vậy ta? Đây là phản diện nè, tấn công nó. Bệnh xác. Vậy sao mà nói sức mạnh của mình? Ủa, tính ra chúng ta có thể trang bị được rất là nhiều anh bạn đồng hành luôn á các bạn ạ. Sao mình lại không làm như vậy nhỉ? À, đã đến lúc chúng ta nên sử dụng sức mạnh kim cương rồi. Hãy cho tôi thêm nhiều anh hùng nữa. Chúng ta có bao nhiêu kim cương? 4.000. Chúng ta sẽ mua hai cái gương hoàng gia nha. Let's go. Sao lại được cái búa thế này? Chúng ta càng những anh bạn đồng hành cơ mà. Thật là tệ. Lại cho mình thêm một cái vũ khí chết tiệt như nữa rồi. Một cái búa lửa các bạn ạ. Ý mình là cái búa dung nham mythical luôn. Oh my god. Làm sao bằng cái kiếm của búp của mình được. Trời ơi, có thể bán được không nhỉ? Mình lại tiếp tục mua thêm một cái gương hoàng gia nha. Muchigo. Holy shit, là ai vậy các bạn? Trời ơi, mythical. Các bạn thấy được sức mạnh siêu may mắn của mình chưa? Quá kinh khủng. Cộng cho chúng ta nhiều tiền hơn. Trang bị cho mình. Trời ơi, phải trang bị chứ. Oh my god, chúng ta đã đạt được cấp độ 67 rồi. Còn 3 cấp độ nữa thôi. Chúng ta có thể tái sinh và phá đảo thế giới chết tiền này rồi. Và mình cũng đã đủ tiền để mà mua Deku rồi các bạn ạ. 45.000 tỷ đúng không? Thôi. Đâu rồi, tiếp theo sẽ là ai nhỉ? Tiếp theo là Shoto này các bạn ạ. Một anh bạn lửa băng. Mình không có đủ tiền để mà thêm bạn đấy rồi. Không sao cả, chúng ta có Deku ở đây mà. Yo, một con boss các bạn ơi. 732.000 tỷ máu. Không biết là đội quân anime của mình có thể chịu nổi với cái số lượng kinh khủng này không. Mình không thể nào tiêu diệt nổi anh bạn này mất. Chúng ta chỉ còn có 10 giây để mình tiêu diệt thôi. Mình nghĩ là mình sẽ thất bại các bạn ạ. Anh bạn này quá khỏe.
Trời ơi, chúng ta còn tặng 500.000 máu nữa. Quá kinh khủng. Không được rồi, mình cần phải gia tăng sức mạnh cho mấy bạn anime của mình trở nên tốt hơn. Chúng ta cũng đã đạt được con số 350.000 tỷ rồi cơ mà. Soto đâu rồi? Hãy gia nhập đội quân của mình. Đấy rồi, với sức mạnh của Soto và thanh kiếm cực mạnh của mình thì anh bạn boss cũng chắc cũng sẽ không chịu nổi đâu. Chúng ta chỉ có 30 giây thôi, hãy cùng nhau tiêu diệt anh bạn đấy nào. Trời ơi, có anh bạn Soto vào anh boss mình chịu không nổi các bạn ơi. Sức mạnh của Soto quá kinh khủng. Đúng vậy, chúng ta chỉ cần đâu đó 15 giây thôi là đã có thể tiêu diệt được anh boss này rồi. Chúng ta đã làm được các bạn ơi. Vẫn có cấp độ 71 vậy các bạn. Mình nhớ là cấp độ 70 là chúng ta đã có thể tái sinh rồi cơ mà. Illumu không được xếp. Từ từ đã, để mình nhìn kẻ thù trong thế giới này mình sẽ biết được đây là đâu. Các bạn biết đây là bộ anime nào không, nhớ là bình luận xuống dưới cho mình nha, chứ mình là mình không biết rồi đó. Và bây giờ cũng đến lúc rồi, chúng ta hãy dịch chuyển lại cái khu vực khi nãy nào. Tàu thai, oh my god, chúng ta đã có thể tái sinh rồi. Bạn chắc chắn muốn tái sinh không? Bạn sẽ mất tất cả sự tiến bộ của mình. Mình mà tái sinh là mình sẽ mất hết tất cả mọi thứ đó các bạn ơi. Nhưng theo chúng ta khám phá thì cấp 70 vẫn chưa phải là kết thúc. Thôi được rồi, mình sẽ dừng cái video này ở đây thôi các bạn ơi. Và các bạn đừng quên là tham gia cái trò chơi này để ủng hộ cho mình nha. Và mình có nên tiếp tục cái hành trình của cái thế giới chết tiệt này hay không? Nhớ là comment xuống phía dưới nha. Chắc chắn là mình sẽ đọc mà. Và mình sẽ gặp lại các bạn vào ngày mai lúc 6 giờ chiều. Đừng quên là giúp cho mình một like. Dám bấm cái nút này mình không có ngại đâu. Bấm đăng ký kênh và bấm vào cái chuông cái bên nữa. Khi mà mình ra video mới, các bạn sẽ nhận được thông báo đầu tiên nha. Còn bây giờ thì chúc các bạn buổi tối tốt lành. Bye bye. We'll be right back.